Mặc dù ung thư đại trực tràng là một căn bệnh ác tính khá là thường gặp, gây tử vong rất là cao, rất là nguy hiểm. Thế nhưng ở giai đoạn sớm thì các triệu chứng của nó rất là nghèo nàn. Chính vì vậy mà việc sàng lọc, phát hiện sớm ra căn bệnh này đóng vai trò rất quan trọng, giúp chúng ta kéo dài thời gian sống cho người bệnh, giúp giảm thiểu những cái gánh nặng về kinh tế cũng như là những gánh nặng cho bản thân bệnh nhân, cho cả gia đình và cả xã hội. Ở các nước phát triển thì các chương trình sàng lọc ung thư đại trực tràng rất là tốt. Tuy nhiên ở nước ta thì các cái chương trình sàng lọc bệnh này nó chưa có. Hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn về một chương trình sàng lọc ung thư đại trực tràng của Cục Y tế Dự phòng Mỹ khuyến cáo. Đây là một cái bản cập nhật mới nhất vào năm 2021. Xin mời các bạn. Tất cả những người từ 45 tuổi trở lên và không hề có những yếu tố nguy cơ cao của ung thư đại trực tràng. Các yếu tố nguy cơ cao của ung thư đại trực tràng đó là những người có triệu chứng hoặc dấu hiệu của bệnh ung thư đại trực tràng như là gầy sút cân, đi ngoài phân nhầy máu. Các yếu tố nguy cơ khác như là có yếu tố bản thân hoặc gia đình đã từng bị ung thư đại trực tràng, có tiền sử bản thân hoặc gia đình bị các polyp tuyến ở đại tràng, tiền sử bản thân bị các bệnh lý ruột viêm như là viêm loét đại trực tràng chảy máu hay là bệnh Crohn, có tiền sử bản thân hoặc gia đình bị những hội chứng di truyền ung thư đại trực tràng như là hội chứng đa polyp tuyến có tính chất gia đình, hội chứng Lynch đa polyp tuyến không có tính chất di truyền, hội chứng Purkinje, hay tiền sử bản thân hoặc gia đình đã từng điều trị những bệnh lý ung thư khác như là ung thư buồng trứng, ung thư tử cung. Nếu bạn là một người có nguy cơ cao về ung thư đại trực tràng thì bạn sẽ không được áp dụng chương trình sàng lọc này, mà khi đó chúng ta sẽ có một cái chương trình theo dõi ung thư đại trực tràng riêng dành cho bạn. Mình lấy ví dụ, nếu như tiền sử của bạn đã có nhiều polyp đại trực tràng, nhiều polyp tuyến trên 10 polyp thì bạn sẽ phải nội soi đại trực tràng lại trong vòng 3 năm. Nếu bạn là một người bị viêm loét đại trực tràng chảy máu thì bạn phải nội soi tầm soát ung thư đại trực tràng hàng năm. Theo thống kê vào năm 2021 tại Mỹ, ung thư đại trực tràng là nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong ở cả nam và nữ. Căn bệnh ác tính này gây tử vong cho tới gần 53.000 người. Ở nước ta, theo thống kê của Tổ chức Ung thư Quốc tế GlobalCan vào năm 2020, nước ta có tới 16.000 ca mắc mới, tương với hơn 8.200 ca tử vong. Ung thư đại tràng là căn bệnh ác tính đứng thứ 5 trong số các bệnh ung thư thường gặp. Nó chỉ đứng sau ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư dạ dày. Một điều đặc biệt quan trọng đó là phần lớn các trường hợp ung thư đại trực tràng và trên 80% các trường hợp ung thư đại trực tràng lại xuất phát từ chính polyp đại trực tràng. Chính vì vậy, nếu chúng ta sàng lọc, phát hiện sớm polyp đại trực tràng, chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp cắt bỏ qua nội soi. Đây là một thủ thuật không xâm lấn với rất nhiều ưu điểm. Người bệnh hoàn toàn không hề đau đớn, rất ít các biến chứng và có thể quay trở lại cuộc sống hàng ngày ngay mà không có phải kiêng khem hay bất cứ một cái chế độ đặc biệt nào. Người bệnh thoát khỏi ung thư đại trực tràng với rất nhiều ưu điểm. Ngoài ra, với một tỷ lệ nhỏ các trường hợp ung thư đại trực tràng xuất phát trực tiếp từ niêm mạc đại tràng, chúng ta sàng lọc phát hiện sớm có thể can thiệp điều trị với tỷ lệ khỏi lên tới trên 90%. Theo các khuyến cáo trước đây thì mốc tuổi đưa ra để tầm soát ung thư đại trực tràng đó là mốc tuổi 50. Tuy nhiên trong cái bản cập nhật mới nhất này thì vì cái xu hướng ung thư hóa đại trực tràng nó có xu hướng trẻ hóa, vì vậy mà mốc tuổi được đưa ra khuyến cáo để sàng lọc ung thư đại trực tràng đó là mốc tuổi 45. Với mỗi một cái độ tuổi thì cái mức bằng chứng ủng hộ nó sẽ ở cái mức độ khác nhau. Từ mức tuổi 50 đến 75 tuổi đó là mốc tuổi mức khuyến cáo mạnh nhất, mức A. Nếu tầm soát ở cái mức tuổi này chắc chắn sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích. Với mức tuổi từ 45 đến 49 tuổi thì cái mức bằng chứng ủng hộ đưa ra đó là mức B, tức là có nhiều lợi ích khi chúng ta sàng lọc ở mốc tuổi này. Thì với độ tuổi từ 76 đến 85 tuổi thì mức độ bằng chứng đưa ra là mức C, mức thấp nhất. Tức là nếu chúng ta sàng lọc ở mốc tuổi này thì cái lợi ích đem lại nó không nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hiện sàng lọc có chọn lọc đối với những người ở cái độ tuổi từ 75 đến 85 tuổi này.
Nếu người bệnh mà tình trạng tốt và không có những cái bệnh đồng mắc và cái mong muốn sống trên 10 năm còn thì chúng ta sẽ thực hiện sàng lọc, và kết quả sàng lọc trước đó mà chưa đã có thì cái việc sàng lọc ung thư đại trực tràng ở nhóm tuổi này sẽ đem lại những lợi ích lớn hơn. Với độ tuổi 85 trở lên thì Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo là không sàng lọc ở độ tuổi này nữa, bởi vì những cái nguy cơ gây hại nhiều hơn rất nhiều so với cái lợi ích của nó mang lại. Các phương pháp sàng lọc ung thư đại trực tràng được khuyến cáo đó là các xét nghiệm về phân và các thăm dò hình ảnh. Về phân thì chúng ta có thể xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân, xét nghiệm hóa mô miễn dịch phân và xét nghiệm tìm ADN trong phân. Các cái xét nghiệm về phân này thì có ưu điểm là nó rẻ, nó dễ thực hiện và nó không gây khó chịu cho người bệnh, không phải chuẩn bị đại tràng, cho nên là nó không có những cái nguy cơ của nội soi đại tràng. Nó có thể thực hiện để tầm soát cho một cộng đồng rộng lớn. Tuy nhiên nó có những nhược điểm, đó là phương pháp này nó có thể bỏ sót những tổn thương polyp đại trực tràng hay là ung thư đại trực tràng. Nó có thể có tỷ lệ dương tính giả cao, và nếu xét nghiệm này dương tính thì chúng ta vẫn phải chuyển qua nội soi đại trực tràng toàn bộ. Ngoài ra một nhược điểm nữa là nó sẽ phải thực hiện hàng năm. Các thăm dò hình ảnh bao gồm nội soi đại trực tràng toàn bộ, nội soi đại tràng sigma và chụp CT có dựng hình đại tràng, hay còn gọi là nội soi đại tràng ảo. Trong các phương pháp sàng lọc ung thư đại trực tràng kể trên thì Cục Y tế Dự phòng của Mỹ khuyến cáo chúng ta luôn luôn ưu tiên nội soi đại tràng toàn bộ. Chỉ khi người bệnh từ chối hoặc những lý do đặc biệt, chúng ta mới ưu tiên các phương pháp thăm dò khác. Ở Việt Nam thực tế thì các phương pháp xét nghiệm ADN ở trong phân hay là xét nghiệm hóa mô miễn dịch phân không nhiều cơ sở làm được. Ngoài ra thì cái nội soi đại tràng sigma cũng không còn được nhiều cơ sở áp dụng. Chủ yếu chúng ta vẫn sử dụng phương pháp xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân và nội soi đại tràng toàn bộ. Cũng theo khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng Mỹ thì vì thiếu các cái bằng chứng ủng hộ, cho nên các xét nghiệm về máu như là các marker CEA hay các xét nghiệm về nước tiểu hay là nội soi viêm nang mềm cũng không được khuyến cáo. Các cái phương pháp sàng lọc ung thư đại trực tràng được thực hiện như sau. Về các cái phương pháp mà tìm máu ẩn trong phân sẽ được thực hiện hàng năm. Nếu trong quá trình này có bất thường thì người bệnh sẽ được chuyển sang nội soi đại trực tràng toàn bộ. Với xét nghiệm tìm ADN ở trong phân thì sẽ được thực hiện từ 1 đến 3 năm. Và nếu trong quá trình làm cái sàng lọc này kết quả test nó dương tính thì chúng ta sẽ phải chuyển sang nội soi đại trực tràng toàn bộ. Về nội soi đại tràng sigma thì chúng ta thực hiện khoảng 5 năm một lần nếu không phát hiện gì bất thường. Nếu phát hiện tổn thương thì sẽ được chuyển sang nội soi đại trực tràng toàn bộ để can thiệp tổn thương, để chẩn đoán tổn thương. Với nội soi đại tràng ảo hay chúng ta còn gọi là chụp cắt lớp dựng hình đại tràng thì chúng ta cũng thực hiện 5 năm một lần nếu không có phát hiện tổn thương. Nếu có phát hiện tổn thương thì chúng ta sẽ chuyển sang nội soi đại tràng toàn bộ để chúng ta sinh tiết tổn thương. Với nội soi đại tràng toàn bộ thì chúng ta thực hiện 10 năm một lần nếu không phát hiện tổn thương bất thường. Và với nội soi đại tràng sigma thì nếu kết hợp với lại test tìm máu ẩn trong phân thì chúng ta có thể là 10 năm mới nội soi lại một lần nếu không có tổn thương bất thường. Như vậy, theo những khuyến cáo mới nhất của Cục Y tế Dự phòng của Mỹ về sàng lọc ung thư đại trực tràng thì cái mốc tuổi đã được hạ thấp xuống, đó là 45 tuổi người dân đã nên đi tầm soát ung thư đại trực tràng. Trước đây thì cái mốc tuổi này được đưa ra là 50 tuổi. Ở nước ta thì thực tế những cái phương pháp sàng lọc và ung thư đại trực tràng nó không có sẵn có và không có nhiều lựa chọn như ở nước ngoài. Và cũng phải nhấn mạnh với các bạn rằng các cái marker ung thư như là CEA và các xét nghiệm trong máu đấy không được cái Cục Y tế Dự phòng bị khuyến cáo do thiếu các cái bằng chứng ủng hộ. Vậy thì cái phương pháp tốt nhất để và phù hợp nhất ở đất nước ta đó là chúng ta nên áp dụng nội soi đại trực tràng toàn bộ và xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân. Đây là hai cái phương pháp sàng lọc ung thư đại trực tràng nó có sẵn và nó phổ biến nhất và chúng ta có thể áp dụng được. Chúng ta nội soi đại tràng toàn bộ khi ở mốc tuổi 45 và sau đó thì cứ 10 năm chúng ta nội soi lại một lần nếu không có gì bất thường. Xen kẽ vào đó thì hàng năm chúng ta sẽ xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân.